Thế nào là một siêu cường và đâu là những siêu cường lớn nhất trong lịch sử thế giới? Siêu cường ở đây dùng để chỉ một quốc gia có sức mạnh đặc biệt, đứng đầu trong hệ thống quốc tế, có khả năng gây ảnh hưởng đến toàn bộ sự kiện, cũng như phô trương sức mạnh của mình trên phạm vi toàn cầu. Đây là câu chuyện về 5 siêu cường vĩ đại nhất thế giới qua mọi thời đại của trang National Interest thuộc nước Mỹ. Và chúng ta cùng đi theo trình tự thời gian. Những siêu cường thuộc về thế giới hiện đại và thế giới của hiện tại sẽ được đề cập với thời lượng lớn hơn. Và đâu là những siêu cường của tương lai nữa? Ở trong quá khứ, chúng ta cùng đến với siêu cường số 1, đó là đế chế La Mã. Đế chế La Mã đã vươn tới đỉnh cao sức mạnh của mình vào thế kỷ thứ 2. Tới thời điểm đó, đế chế này là thế lực thống trị hầu hết thế giới cổ đại. Dẫu sức mạnh của nó chưa vươn ra tới tận Ấn Độ và Trung Quốc, nhưng tầm ảnh hưởng của đế chế La Mã là vấn đề không phải bàn cãi ở Trung Đông và châu Âu. Đế chế này bao gồm hầu hết các trung tâm dân cư và văn minh lớn nhất thời cổ đại như Hy Lạp, Ai Cập và một khu vực trong đó có Syria và Iraq ngày nay, cũng như Tiểu Á và Italy. Dân số của đế chế La Mã lúc đạt đỉnh cao là khoảng 60 triệu, vượt xa dân số của các quốc gia láng giềng và chiếm một tỷ trọng lớn trong dân số toàn thế giới khi đó. Quy mô của đế chế này khiến nó không cần phải giao thương nhiều với bên ngoài, ngoại trừ phải mua các nguồn vật liệu xa xỉ, ví dụ như là tơ lụa, gia vị và hương trầm từ Trung Quốc và Ấn Độ. Hai là đế chế Mông Cổ. Đây từng là đế chế lớn nhất thế giới về mặt diện tích. Sự trỗi dậy của đế chế này gây ra nhiều ngạc nhiên khi mà chỉ một nhóm bộ lạc Mông Cổ ít ỏi lại có thể chinh phục được các đế chế lớn gấp hàng trăm lần theo đúng nghĩa đen. Sở dĩ Mông Cổ làm được điều đó nhờ vào chiến thuật sắc sảo, tính cơ động và đội kỵ binh cực kỳ thiện chiến. Những người kế tục Thành Cản Tư Hãn đã cai trị một đế chế tiếp tục chinh phục hầu hết các lãnh địa thuộc châu Á và châu Âu bây giờ, bao gồm toàn bộ Trung Đông, một số vùng của Đông Âu, Trung Quốc và cả Nga. Đế chế Mông Cổ đã mở ra một thời kỳ ngắn cho hòa bình và mậu dịch trên phạm vi rộng lớn của toàn thế giới. Gần hơn, chúng ta có đế chế Anh. Đế chế Anh hay còn gọi là Đế quốc Anh ra đời từ các hoạt động thực dân và thương mại của Anh quốc trong thế kỷ 18. Đến đầu thế kỷ 20, Anh đã trở thành đế chế lớn nhất trong lịch sử loài người, chiếm tới 1/4 diện tích của trái đất. Chính vì quy mô lớn như vậy nên mới có câu mặt trời không bao giờ lặn trên đất Anh. Vào thời điểm đỉnh cao của đế chế Anh, có tới trên 1/5 dân số thế giới sống trong đế chế này. Khác với các đế chế lớn trước đó, cơ sở cho sức mạnh của Anh là hải quân của nước này, mà dựa vào đó Anh có thể tung hoành khắp nơi. Hải quân mạnh cho phép Anh thực thi tự do hàng hải và thiết lập lãnh thổ của mình ở những vùng đất xa xôi. Thay vì nỗ lực kiểm soát các vùng lãnh thổ rộng lớn trong thuộc địa để khai thác tài nguyên, đế chế Anh tập trung nhiều vào thương mại và kiểm soát các tuyến hàng hải then chốt. Các kênh đào và eo biển như là Suez, Malacca, Aden, Hormuz và Gibraltar tất cả đều từng thuộc quyền quản lý của người Anh. Thực tế này giúp Anh trở nên vô cùng giàu có. Ngày nay, những gì còn lại của đế chế Anh vẫn ở đó. Đó là khối thịnh vượng Trung Anh, một tổ chức liên chính phủ của 54 quốc gia thành viên, hầu hết từng là lãnh thổ của cựu đế quốc Anh. Biểu tượng của sự liên kết này chính là quốc vương Charles Đệ Tam. Ông là nguyên thủ của thịnh vượng Trung. Quốc vương cũng là quân chủ của 15 thành viên trong khối thịnh vượng Trung. Các quốc gia thành viên không có nghĩa vụ pháp lý với nhau. Thay vào đó, họ liên hiệp thông qua ngôn ngữ, lịch sử và văn hóa. Thịnh vượng Trung bao phủ diện tích gần 30 triệu km2, từ gần 1/4 diện tích đất liền trên thế giới, trải trên mọi lục địa, với dân số ước tính là khoảng gần 2,5 tỷ người, cũng chiếm khoảng 1/3 dân số thế giới. Trong đó, Canada và Úc là những nước có lãnh thổ rộng lớn. Hầu hết tất cả các đất nước trong thịnh vượng Trung đều là thuộc địa của Anh và từ đó trở thành các quốc gia tự trị, ngoại trừ trường hợp rất đặc biệt đó là Papua New Guinea. Siêu cường thứ tư ở trong lịch sử thế giới đó chính là Liên Xô. Liên Xô đã kế thừa hầu hết dân số và lãnh thổ của đế quốc Nga trước đó, một vùng đất rộng lớn mở ra rất nhiều thông qua các cuộc chinh phục. Liên Xô hay chúng ta còn gọi là Liên bang Xô Viết có tên chính thức là Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết đã tồn tại từ năm 1922 đến cuối năm 1991. Thời điểm tồn tại thì Liên Xô có diện tích là 22,4 triệu km2. Liên Xô chính là quốc gia rộng lớn nhất thế giới và vị thế này vẫn được Liên bang Nga kế thừa hơn 17 triệu km2 lãnh thổ. Liên Xô đã bao phủ 1/6 bề mặt của trái đất, kích thước gần tương đương với Bắc Mỹ. Liên Xô trải rộng trên 10.000 km theo hướng từ Đông sang Tây và hơn 7.200 km từ Bắc xuống Nam, lãnh thổ cực kỳ rộng lớn. Lãnh thổ này có đến 5 vùng khí hậu, đó là lãnh nguyên, taiga, thảo nguyên, sa mạc và núi. Do lãnh thổ trải dài từ Á sang Âu, nên Liên Xô được xem là một đất nước nửa châu Âu, nửa châu Á, nửa phương Đông, nửa phương Tây. Vị trí địa lý như vậy cũng ảnh hưởng đến văn hóa, phong tục, tập quán, tư duy của người Liên Xô, cũng như thái độ của phương Tây đối với Liên Xô và nước Nga sau này.
Thế nên, các sắc dân đa dạng của quốc gia này được gọi tên một cách chính thức là người Liên Xô. Liên Xô có đường biên giới dài nhất thế giới trong thời điểm mà Liên Xô tồn tại, ước tính là 60.000 km, và đường biên giới này gấp 1,5 lần chu vi của trái đất. 2/3 số đó là đường biên giới ở trên biển. Liên Xô cũng sở hữu nhiều hồ lớn của thế giới, trong đó có hồ Caspi, mà thực ra chúng ta vẫn đang gọi lầm là biển Caspi cùng với Iran. Có hồ Baikal, hồ nước ngọt lớn và sâu nhất thế giới nằm hoàn toàn ở trong Liên Xô. Liên Xô cũng có quân đội lớn nhất trong lịch sử thế giới với 13 triệu người vào năm 1946. Mặc dù trước đó, chiến tranh thế giới thứ hai đã làm hơn 20 cho tới 26 triệu người Liên Xô thiệt mạng, bao gồm cả binh sĩ và thường dân. Hơn 1.700 thành phố, thị trấn, hơn 70.000 làng mạc bị phá hủy, hơn 32.000 cơ sở công nghiệp, hơn 98.000 nông trang tập thể và nhiều công trình văn hóa của Liên Xô bị thiệt hại, cũng như hơn 25 triệu người mất nhà cửa. Tổng cộng Liên Xô đã mất gần 30% tài sản quốc gia và gần 1/8 dân số của mình, nhưng Liên Xô vẫn hồi phục một cách đáng kinh ngạc. Liên Xô đã tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ với các nước xung quanh. Sự đa dạng và giàu có về mặt lịch sử văn hóa của Liên Xô là có thể cảm nhận được từ những quốc gia láng giềng và kể cả một quốc gia xa xôi nhưng lại gần gũi với Liên Xô như Việt Nam chúng ta. Liên Xô cũng từng là quốc gia có dân số đứng thứ 3 thế giới với dân số là gần 300 triệu người vào năm 1989 sau Trung Quốc và Ấn Độ. Liên Xô cũng là nguồn viện trợ lớn cho các quốc gia nghèo ở châu Á và châu Phi. Thế nhưng, chính thể nào cũng phải đi đến những sự suy tàn. Năm 1991, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Liên bang Xô Viết, chúng ta gọi là Liên Xô tan rã, và Nga được quốc tế công nhận là nước kế nhiệm của Liên Xô. 15 quốc gia cũng đã chính thức tuyên bố độc lập, trong đó có một số nước tuyên bố độc lập từ trước khi Liên Xô tan rã. Trước kia, Nga chính là cơ sở tài nguyên chính cho Liên Xô. Quốc gia này hùng mạnh hơn tất cả những nước Cộng hòa anh em về công nghiệp, khoa học, chính trị, quân sự cũng như địa lý. Nhưng Liên Xô từng là siêu cường, còn Nga thì lại chưa phải là một siêu cường. Tại sao thì chúng ta sẽ giải thích ở phần sau của video. Và siêu cường thứ 5 cũng là siêu cường duy nhất của thế giới hiện nay, đó chính là Hoa Kỳ, hay chúng ta vẫn gọi một cách thân thuộc là nước Mỹ. Mỹ đã thực sự trở thành siêu cường toàn cầu đầu tiên sau Chiến tranh Thế giới thứ 2. Và cuối cuộc Chiến tranh Thế giới thứ 2, Mỹ đã chiếm tới một nửa GDP của toàn thế giới, một tỷ trọng mà chưa một nước nào đạt được trước đó cũng như sau đó. Trong 4 thập kỷ, Liên Xô đã tích cực cạnh tranh với Mỹ, nhưng nhìn chung, Mỹ vẫn luôn nhỉnh hơn nhờ vào nền kinh tế, vị trí địa lý và các đồng minh rất lớn và rất mạnh. Kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ, thì Mỹ đã không còn đối thủ nữa. Mỹ kết hợp nhiều yếu tố tốt, nhiều ưu điểm của các siêu cường trước đó. Họ kiểm soát một lãnh thổ cũng khổng lồ, quy mô cấp lục địa và giàu tài nguyên giống như Liên Xô. Mỹ hiện tại đang là quốc gia rộng lớn thứ 3 trên thế giới. Mỹ cũng sở hữu một lực lượng quân sự có thể tạo ra những tổn thất lớn cho đối phương, giống như quân đội Mông Cổ đã từng làm, một siêu cường. Tương tự như đế chế La Mã, nước Mỹ không có đối thủ về mặt quân sự. Và điều quan trọng nhất, nước Mỹ, không giống như nước Anh, đã xây dựng sức mạnh của mình dựa vào một nguồn lực dồi dào, không phụ thuộc vào lãnh thổ. Và cũng giống như nước Anh, Mỹ sở hữu một lực lượng hải quân siêu hạng, có khả năng tiếp cận các tuyến hàng hải yết hầu của thế giới. Hiện nay, trên thế giới, Mỹ được coi là siêu cường duy nhất, là quốc gia duy nhất đáp ứng đủ tiêu chuẩn để được coi là một siêu cường. Bên cạnh Mỹ có các cường quốc được cho là những siêu cường tiềm năng có thể cạnh tranh đôi chút với Mỹ, bao gồm có Nga, Ấn Độ và đặc biệt là Trung Quốc. Nhật Bản trong quá khứ và những năm 1980 cũng được coi là siêu cường rất tiềm năng, nhưng sau đó suy thoái dần và cũng mất đi cơ hội cạnh tranh với Mỹ. Nhưng tại sao những siêu cường tiềm năng này vẫn mãi chưa thể vươn lên? Đầu tiên thì phải có một khái niệm rất gây tranh cãi, đó là nhiều người coi Liên minh châu Âu có thể được coi là một siêu cường. Nhưng mà Liên minh châu Âu không phải là một quốc gia duy nhất mà là tập hợp của nhiều quốc gia. Thế nên dù họ có sức mạnh kinh tế tương đương với Mỹ, có sức mạnh chính trị và ngoại giao rất lớn trên thị trường quốc tế, nhưng thiếu đi một sức mạnh quân sự thống nhất như Mỹ. Vì thế, một số người cho rằng nếu được thống nhất về mặt quân sự hoặc trở thành một liên bang thì Liên minh châu Âu có thể được coi là một siêu cường đang nổi lên. Nga hiện tại dù đã phát triển nhưng vẫn không được coi là một siêu cường, bởi vì đây là một quốc gia có tiềm năng quân sự, có tiếng nói đối trọng với Mỹ về mọi mặt. Tuy nhiên, Nga chỉ có thể là một siêu cường về chính trị và quân sự, còn nền kinh tế hiện tại của Nga chưa xứng đáng với vị thế của một siêu cường trên thế giới. Trung Quốc thì sao? Trung Quốc được coi là một siêu cường tiềm năng. Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới. Họ có quy mô về mặt kinh tế và dân số rất lớn. Trung Quốc cũng sở hữu các lực lượng vũ trang với số lượng cực kỳ lớn, trình độ khoa học kỹ thuật quân sự ngày càng được nâng lên và dần bắt kịp với Nga và Mỹ. Nhưng về tổng thể thì Trung Quốc vẫn chưa tạo ra ảnh hưởng đủ lớn về tất cả các mặt để được coi là một siêu cường. Và chúng ta chỉ có một siêu cường duy nhất trong thế giới hiện nay mà thôi, đó chính là nước Mỹ.
Theo bạn, trong tương lai quốc gia nào có thể trở thành siêu cường mới của thế giới cạnh tranh với nước Mỹ? Đó sẽ là Ấn Độ hay là Trung Quốc, những đất nước trên 1 tỷ dân và có nhiều tiềm năng để phát triển này. Bạn đánh giá sao về 5 siêu cường trong lịch sử của thế giới? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn vì sự đồng hành cùng Hải Thanh Story, Hải Thanh History cũng như Hải Thanh Lịch sử Việt Nam.